chảo chống dính Tefan có chức năng cảm biến nhiệt thông minh, an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng mà giá thành lại phù hợp với túi tiền của đông đảo gia đình Việt so với một số thương hiệu khác có chất lượng tương đương. Trong nhiều năm qua, Tefan đã cho ra mắt rất nhiều các sản phẩm gia dụng chống dính, đồ gia dụng loại nhỏ, các loại máy chế biến thức ăn và đồ uống. Bàn ủi, nồi áp suất có chất lượng cao và kiểu dáng rất được ưa chuộng. Vậy chảo Tefan 28cm made in France sâu so lòng mua ở đâu? Nếu phân loại theo dòng sản phẩm, khách hàng có thể lựa chọn giữa các dòng chảo chống dính như chảo chống dính Tefan Ultimate, chảo chống dính Tefan Unlimited, chảo chống dính Tefan Sensation, chảo chống dính Tefan Cook. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn mua chảo chống dính teflon của Pháp theo kích thước chảo, ví dụ như chảo chống dính teflon 20 cm, chảo chống dính teflon 24 cm, chảo chống dính teflon 26 cm, chảo chống dính teflon 28 cm. Các tiêu chí chọn mua chảo, chảo tương thích lửa ga những mẫu chảo thuộc dòng ingenio neo có thể bạn quan tâm chảo tefan có dùng cho bếp từ được hay không chọn dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng tefan Excellent cổ điển chảo tefan thép không dỉ thời trang chảo đúc tefan khối lượng nhẹ chảo tefan nội địa việt nam chất lượng tốt cảm giác thống nhất khi sử dụng chọn chảo được bán theo bộ không cần quan tâm đến nguồn nhiệt tương thích t Tefal g 26519 sâu lòng nội địa Nhật, thông tin sản phẩm, màu sắc đen, đen 19 đến 3911 TCS, kích thước kích thước 28 cm, nhà chế tạo Tefo, các thành phần bao gồm không, chất liệu nhôm, hướng dẫn bảo quản rửa tay, phương pháp sưởi ấm y tương thích, đường kính 28 cm, yêu cầu lắp ráp không, kích thước sản phẩm 46, 7 x 28, 6 x 10,9 cm, 1,44 kg, trọng lượng gói hàng 44 kg, pin yêu cầu không. Mô tả sản phẩm, tên model, cảm ứng Titan cứng không giới hạn, nhãn hiệu Tefo, màu sắc đen, đen 19 đến 3911 TCS, kích thước VKXDXH, sấp xỉ 18, 5 x 11, 2 x 4, 3 inch, 46, 7 x 28, 6 x 10,9 cm, chiều sâu, 2,9 in, 7,4 cm, trọng lượng, sấp xỉ 45,6 6 1 1163, vật liệu, thân, hợp kim nhôm, đáy, hợp kim nhôm thép không dỉ, 16% chrome, tay cầm, nhựa phenolic, gia công, Titan, không giới hạn nội thất. Lớp phủ nhựa floor, ngoại thất, nước sản xuất, Pháp, mã SP, 08 VNSPCSJ, nguồn nhiệt tương thích, khí đốt, cuộn tấm điện, lò sưởi gốm, lò sưởi halogen, bếp điện từ I100V200V, nó đạt được độ bền và độ dẫn nhiệt cao nhất của Tifo, độ bền đã được tăng lên rất nhiều, và khả năng chống dính, giúp nó có tuổi thọ cực lâu, bền hơn 2 lần so với các sản phẩm thông thường bền hơn 6 lần so với lớp phủ titan ngọn lửa khí, thiết kế cập nhật dấu công bố cho bạn dễ hiểu, đĩa cảm ứng lớn hơn và dẫn nhiệt tốt hơn, truyền nhiệt đều hơn, truyền nhiệt nhanh hơn, ăn ngon hơn không chứa PFOA, không chứa trì và cadimi, ưu điểm nổi bật của chảo chống dính Tefan, chảo chống dính là sản phẩm đầu tiên của thương hiệu Tefan ra mắt thị trường vào năm 1954 từ chảo chống dính tefan hàng loạt các đồ dùng nhà bếp với đặc tính chống dính đã lần lượt ra đời không chỉ giúp cho công việc nội trợ được đơn giản hóa mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng điểm độc đáo và độc quyền của chảo chống dính tefan vượt trội hơn so với các sản phẩm khác đó là lớp titanium chống dính cao cấp an toàn đối với người dùng do không chứa pfoa đồng thời hoàn toàn không có cây điềm, không chỉ, cũng như không tạo ra phản ứng khi tiếp xúc với đồ ăn. Với lớp titanium quan trọng này, khi nấu nướng, bạn không hề lo lắng về độ bền của sản phẩm với khả năng chống chảy xước và hạn chế tình trạng bào mòn cao. Ngoài ra, toàn bộ phần bên ngoài của chảo đều sử dụng chất liệu hợp kim nhôm đúc dày gấp 2 lần so với những loại chảo thông thường nhằm giúp tăng thêm độ bền cho sản phẩm. Có tác dụng chịu lực, chịu nhiệt tốt. Cấu tạo bề mặt chống dính tới 6 lớp chống dính hoàn hảo, thêm vào đó là chức năng cảm biến nhiệt độ thông minh, giữ an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Chảo Tefan rất đa dạng về kiểu dáng và thiết kế sang trọng cùng với tông màu chính đen và đỏ chảo Tefan 4, được áp dụng công nghệ Thermospot cùng với điểm báo nhiệt độ màu đỏ giữa lòng nồi chảo. Với công nghệ này sẽ có tác dụng giúp bạn nhận biết khi nào chảo đủ nóng, những chiếc chảo của Tefan có thể dùng được với mọi loại bếp, hay từ bếp ga đến bếp từ và bếp hồng ngoại, phần đáy chảo rộng, có phẳng giúp hấp thu nhiệt nhanh cũng như có khả năng lan tỏa nhiệt đều để thức ăn mau chín và giúp tiết kiệm nhiên liệu, sản phẩm còn có độ bền cao, khả năng chịu nhiệt tốt nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Tại phần bề mặt chảo có họa tiết phân nhám thức ăn khó bám dính tốt, giúp tiết kiệm dầu mỡ, ngoài ra còn được trang bị tay cầm dài vừa phải, cách nhiệt tốt, cũng như nhằm đảm bảo bạn không gây bỏng khi nấu nướng. Chảo Tefan 28cm Made in France sâu lòng mua ở đâu, shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ. Order chảo Tefan từ Nhật giá tốt, chính hãng, uy tín 100% liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm bài viết mua túi cốt authentic chính hãng mua ở đâu đảm bảo uy tín của shop nhật việt để có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với bản thân và cũng là món quà ý nghĩa cho người thân yêu toàn bộ sản phẩm được shop nhật việt mang về từ nhật có bill chính hãng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua Chúng tôi phân phối xỉ và lẻ trên toàn quốc đảm bảo chất lượng tốt với giá ưu đãi, có hệ thống giao hàng tận nơi, thanh toán trực tiếp và được kiểm tra trước khi nhận. Chi tiết liên hệ 0983 1315.28 để tham khảo giá và đặt hàng nhanh nhất.